Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 5 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là mục giáo hoàng và người trẻ, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Các hồng nghi và giám mục sẽ bị xét xử tại Vatican như mọi người khác. Vatican, ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư dưới dạng tự sắc, thay đổi hệ thống tư pháp ở quốc gia thành Vatican. Cụ thể là Đức Thánh Cha cho phép một tòa sơ thẩm của Vatican có thể xét xử các hồng y và giám mục phạm tội. Tuy nhiên, các phiên tòa này vẫn cần sự cho phép trước của Ngài. Cho đến nay, theo hệ thống tư pháp của quốc gia thành Vatican được ban hành vào tháng 3 năm 2020, các hồng y và giám mục bị tố cáo phạm tội hình sự chỉ có thể bị xét xử bởi tòa án tối cao của Vatican do một hồng y chủ tọa. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Ngài trong diễn văn khai mạc năm tư pháp của Vatican hôm 27 tháng 3. Nhu cầu quan trọng đối với hệ thống tố tụng hiện hành cũng bằng những thay đổi thích hợp trong luật để đảm bảo sự bình đẳng của tất cả các thành viên của giáo hội và phẩm giá và chức vụ bình đẳng của họ, không có những đặc ân đã có từ trước đó và không còn phù hợp với những trách nhiệm mà mỗi người có trong việc xây dựng giáo hội. Dựa trên nguyên tắc bình đẳng của mọi thành viên trong giáo hội, Đức Thánh Cha hủy bỏ điều 24 của luật về trình tự tư pháp của quốc gia thành Vatican. Điều luật này cho phép các hồng y và giám mục bị buộc tội phạm tội ở Vatican được xét xử bởi tòa án tối cao của Vatican, gồm 3 hồng y và 2 thẩm phán hoặc nhiều hơn. Sau khi tự sắc có hiệu lực, các hồng y và giám mục bị đưa ra xét xử về các tội hình sự thông thường, tức là các tội không liên quan đến việc vi phạm các luật giáo hội do giáo luật quy định, sẽ bị xét xử như những người khác và bởi cùng một tòa án Vatican theo 3 cấp độ xét xử. Điều không thay đổi là cần phép của Đức Thánh Cha trước khi tiến hành xét xử các hồng y và giám mục. Điều này tương tự với thủ tục tố tụng của các quốc gia cần có phép của quốc hội để có thể truy tố các nguyên thủ quốc gia hoặc các bộ trưởng. Đức Thánh Cha phê chuẩn 7 lời cầu mới cho kinh cầu Thánh Giuse. Vatican, ngày 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse thợ được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã thêm 7 lời cầu mới vào kinh cầu Thánh Giuse. Trong thư gửi các chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới, Đức Tổng giám mục Arthur Ross, Tổng thư ký của Bộ Phụng tự, và cha Corrado Maggioni, Phó Tổng thư ký, đã giải thích lý do việc thêm các lời cầu mới vào kinh cầu Thánh Giuse. Vào dịp kỷ niệm 100 năm việc tuyên bố Thánh Giuse là đấng bảo trợ của giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư Patris Corde với mục đích tăng cường lòng yêu mến của chúng ta đối với vị thánh vĩ đại này, để khuyến khích chúng ta khẩn cầu sự cầu bầu của Ngài và noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của Ngài. Với ý nghĩa này, đây có vẻ là cơ hội thích hợp để cập nhật kinh cầu Thánh Giuse đã được Tòa Thánh phê chuẩn vào năm 1909 bằng cách thêm 7 lời khẩn cầu mới rút ra từ các diễn văn của các đức giáo hoàng, những người đã suy tư về các khía cạnh của đấng bảo trợ của giáo hội hoàn vũ. Các lời cầu được thêm vào nguyên ngữ bằng tiếng Latin có nội dung: đấng gìn giữ đấng cứu thế, đấng phục vụ Chúa Kitô, thừa tác viên của ơn cứu độ, đấng hỗ trợ trong những lúc gian nan, đấng bảo trợ người lưu đày, đấng bảo trợ người đau khổ, và cuối cùng là đấng bảo trợ người nghèo khổ. Với 7 lời cầu mới này, kinh cầu Thánh Giuse sẽ có 31 lời cầu. Bộ Phụng tự nói rằng các hội đồng giám mục có trách nhiệm xem xét và ban hành bản dịch kinh cầu bằng ngôn ngữ thuộc thẩm quyền của họ. Những bản dịch này không cần sự xác nhận của Tòa Thánh. Bộ Phụng tự nói thêm rằng các hội đồng giám mục cũng có thể thêm vào những lời khẩn cầu khác mà Thánh Giuse được tôn vinh tại các quốc gia của họ, và lưu ý rằng những bổ sung này cần được đưa vào vị trí thích hợp trong kinh cầu và giữ nguyên thể loại văn chương của kinh cầu. Chiến dịch đọc kinh Mân Côi và Chầu Mình Thánh trong tháng 5 cầu nguyện cho Myanmar. Myanmar, Đức Hồng Y Sarlapor mời gọi các tín hữu Myanmar đọc kinh Mân Côi và Chầu Mình Thánh trong tháng 5, cầu nguyện cho hòa bình và công lý ở Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 đã gây chấn động cả nước. Đức Hồng Y Bo khuyến khích các linh mục và giáo dân tham gia chiến dịch thiêng liêng trong tháng kính Đức Mẹ với một ý nguyện đặc biệt trong mỗi tuần. Tuần đầu tiên cầu nguyện cho hòa bình, tuần thứ hai cho công lý, tuần thứ ba cho hiệp nhất và tuần cuối cho nhân quyền. Trong thư mục vụ, Đức Hồng Y nói rằng các tín hữu có thể tham dự chiến dịch cầu nguyện ở nhà, tại giáo xứ hay các dòng tu thuận tiện đối với họ.
Ngài yêu cầu các linh mục giải thích mục đích của chiến dịch trước thánh lễ hàng ngày và tổ chức chầu mình thánh từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều mỗi ngày và đọc kinh mân côi hàng ngày từ 7 đến 8 giờ tối. Khủng hoảng tại Myanmar đã thu hút sự chú ý của các lãnh đạo thế giới, trong đó có Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện cho Myanmar. Mới đây nhất vào trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 5, trong lời kêu gọi sau khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha kêu gọi dành một kinh kính mừng trong chuỗi mân côi hàng ngày để cầu nguyện cho Myanmar. Cho đến ngày 30 tháng 4, 759 người tại Myanmar đã bị quân đội giết chết và 3.485 người bị bắt. Tình trạng kinh tế ở nước này có nguy cơ bị sụp đổ do tình trạng đói nghèo chưa từng thấy ở nước này kể từ năm 2005. Một báo cáo của chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc đảo chính đối với tình trạng nghèo đói của đất nước đã chỉ ra rằng trong 12 năm, từ năm 2005 đến năm 2017, quốc gia này đã giảm được gần một nửa số người sống trong cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, những thách thức trong 12 tháng qua đã khiến tất cả những thành tựu phát triển khó giành được này gặp rủi ro. Ông Akim Steiner, quản trị viên của chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc cảnh báo, nếu các thể chế dân chủ không hoạt động, Myanmar phải đối mặt với một thảm họa với mức độ nghèo đói chưa từng thấy trong một thế hệ. Các giám mục Nhật Bản kêu gọi tôn trọng các nạn nhân chiến tranh. Tokyo. Trong thời gian này, tại Nhật Bản, một căn cứ quân sự đang được xây dựng ở Okinawa, nơi có 200.000 hài cốt của nạn nhân chiến tranh. Các giám mục Nhật Bản lên tiếng phản đối và kêu gọi chính phủ tôn trọng các nạn nhân chiến tranh. 76 năm sau trận chiến Okinawa, nơi đã diễn ra sự đối đầu giữa lực lượng vũ trang Mỹ và Nhật, hòn đảo này của Nhật Bản đang là tâm điểm của những căng thẳng gần đây. Một căn cứ quân sự mới của Mỹ đang được xây dựng ở Henoko trên bờ biển phía đông bắc lãnh thổ. Vấn đề gây phản ứng về mặt đạo đức là công trường được xây dựng trên hài cốt của hơn 200.000 nạn nhân của trận chiến diễn ra năm 1945. Hài cốt không chỉ là lính Nhật nhưng còn lính Mỹ, Hàn Quốc và rất nhiều thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Từ lâu, người dân trên đảo cùng với chính quyền địa phương đã yêu cầu chính quyền Tokyo dừng hoạt động xây dựng để bày tỏ sự tôn trọng đối với các nạn nhân. Hội đồng Giám mục Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối việc xây dựng này. Qua Ủy ban Công lý và Hòa bình do các đức cha Bernard Taiji Kasuya và đức cha White Francis Berg phụ trách, Hội đồng Giám mục chưa công bố một ghi chú, trong đó các giám mục viết: hài cốt của những người đã thiệt mạng trong trận chiến Okinawa là dấu hiệu của hy vọng và hòa bình. Các gia đình của các nạn nhân sẽ không thể chịu đựng được khi chứng kiến hài cốt của người thân bị đối xử cách khinh miệt. Sau đó, các giám mục nhắc đến một hoạt động tình nguyện đã được thực hiện trên đảo trong thời gian qua, đó là việc di dời các hài cốt của các nạn nhân chiến tranh và đưa họ về với gia đình. Các giám mục giải thích, đây là một cử chỉ quan trọng vì nó thể hiện cảm xúc chung trong việc bảo vệ phẩm giá con người và đặc biệt đối với người Công giáo, đó là việc bảo vệ sự thánh thiêng của thân xác. Trái lại, theo các giám mục, việc thiết lập một căn cứ quân sự với giá phải trả trên các nạn nhân chiến tranh cho thấy một sự khinh miệt khủng khiếp đối với phẩm giá con người và tính chất thánh thiêng của sự sống. Các giám mục nhận xét rằng do chiến tranh thế giới thứ hai, Okinawa đã chứng kiến nhiều người chết và bây giờ một lần nữa vùng đất này buộc phải hy sinh cho các chính sách an ninh của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vì vậy, Ủy ban Công lý và Hòa bình giám mục kêu gọi chính phủ Nhật Bản dừng việc xây dựng căn cứ quân sự, đồng thời mời gọi người Công giáo quan tâm sâu sắc đến vấn đề này. Các giám mục Colombia và Venezuela kêu gọi bảo vệ người di cư. Bogota, các cuộc đụng độ giữa quân đội Venezuela và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã diễn ra từ tháng 3 tại biên giới Venezuela-Colombia. Hậu quả là 5.000 người Venezuela đã phải chạy trốn để tìm nơi ẩn náu qua biên giới. Hội đồng giám mục của hai quốc gia láng giềng đã lên tiếng bày tỏ sự lo lắng và yêu cầu các nhà chức trách bảo vệ người di cư. Trong một lưu ý chung, Hội đồng giám mục Venezuela và Hội đồng giám mục Colombia bày tỏ sự lo ngại mạnh mẽ về những gì đang xảy ra ở các bang Apure, Venezuela và Arauca ở Colombia. Các giám mục nhấn mạnh rằng, hậu quả của các cuộc giao tranh giữa quân đội Venezuela và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gây nguy hiểm cho sự chung sống hòa bình giữa các công dân, cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Do đó, các giám mục kêu gọi chính quyền Caracas và Bogota tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, đối thoại và phối hợp cho các vấn đề biên giới, luôn đặt sự tôn trọng nhân phẩm và quyền con người trên tất cả các lợi ích khác.
bày tỏ sự liên đới, gần gũi và đồng hành đối với tất cả những ai phải vượt biên. Các giám mục yêu cầu chính quyền hai bên tạo các điều kiện cho phép mọi người ở lại lãnh thổ hoặc quay trở lại lãnh thổ của họ. Các giám mục cũng không quên nhắn gửi đặc biệt đến các giáo phận địa phương, mời gọi các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân làm chứng về tình huynh đệ, đồng hành và bảo vệ những người đau khổ nhất. Qua đó, mọi người có thể chứng tỏ rằng giáo hội không có biên giới và là mẹ của tất cả. Hội đồng giám mục lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với toàn thể nhân loại, sẵn sàng chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập những người di cư và những người phải di rời như một dấu hiệu cụ thể về sự dấn thân của mọi người nhằm đạt được tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển toàn diện của các dân tộc. Hai hội đồng giám mục còn tỏ lòng biết ơn tới các tổ chức, cộng đoàn tôn giáo cũng như các cá nhân vì những nỗ lực của họ hỗ trợ người di cư. Các giám mục viết, đây là những biểu hiện hàng ngày của tình liên đới giữa các dân tộc của chúng ta, là chứng tá về tương quan chặt chẽ đã gắn kết chúng ta trong suốt dòng lịch sử. Các giám mục cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp lực và hành động ủng hộ người di cư và những người phải di rời. Hai hội đồng giám mục kết thúc bằng lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để tất cả, đặc biệt là những người di cư và những người phải di rời, có thể tìm được những điều kiện sống xứng nhân phẩm và phát triển con người cách toàn diện. Hội đồng giám mục Ba Lan nhóm họp hội nghị thường niên. Varsavia. Ngày 3 tháng 5, Hội đồng giám mục Ba Lan nhóm họp hội nghị thường niên tại Đan viện Zanzagora. Nội dung tập trung vào các đề tài. Lễ phong trần phước cho Đức Hồng y Stefan Wyszynski dự kiến vào ngày 12 tháng 9 tới, chăm sóc mục vụ trong và sau đại dịch, cử hành 100 năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II và cử hành phụng vụ và tái dâng hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức cha Arthur Wyszynski, tổng thư ký hội đồng giám mục cho biết, trong chương trình nghị sự, trước hết, các giám mục bàn về việc chăm sóc mục vụ trong và sau đại dịch. Cụ thể, các vị mục tử tổng hợp tất cả những gì giáo hội đã làm trong những tháng gần đây. Đề tài thảo luận tiếp theo của các giám mục liên quan đến việc cử hành 100 năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II. Thực tế, nhiều sáng kiến đã được lên kế hoạch cho năm 2020, trong đó các cuộc hành hương quốc gia đến mộ Thánh Giáo Hoàng tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma đã không thể thực hiện được do đại dịch. Vì vậy, các giám mục tập trung suy tư về cách sống cho những tháng cuối của năm Thánh, không chỉ liên quan đến việc tưởng nhớ, nhưng là những suy tư sâu sắc hơn về những giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngoài ra, trong giờ thảo luận, các giám mục còn chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 tại đền thánh Kavaria Jeprzydowska ở Morakot. Đức cha Wyszynski nhấn mạnh rằng, cử hành phụng vụ trung tâm của buổi gặp gỡ này là lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Tại thánh lễ trọng thể này sẽ có việc cử hành tái dâng hiến quốc gia Ba Lan cho thánh tâm Chúa Giêsu nhân dịp 100 năm sự kiện. Thực vậy, vào năm 1920, trước sự tấn công của Hồng quân, các giám mục Ba Lan đã tập trung tại Jasnagura để thánh hiến quốc gia cho thánh tâm. Sau cùng, cũng vào ngày 3 tháng 5, tại đền thánh Częstochowa, Đức cha Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, chủ sự thánh lễ kính Đức mẹ Jasnagura, nữ vương Ba Lan, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và toàn thể các tín hữu trên thế giới, cùng cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Và tinh thần hiệp thông được tiếp tục vào lúc 18 giờ bằng giờ cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo Hoàng và Người Trẻ. Người trẻ với truyền thông giáo hội. Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Giang Cơ Bùa và Trung Hưng. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại VaticanNews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube. Mời bạn cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News. Và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn. Các bạn thân mến, đây đã là số thứ tư trong chủ đề về truyền thông mà tụi mình đang nói chuyện với nhau rồi. Và sau những cái trò chuyện về sự tự do để được tiếp cận này, rồi cái sự rộng khắp của truyền thông qua Internet nó tạo ra không chỉ là khoảng cách số mà còn là cái khoảng cách về xã hội đó. Rồi chúng mình cũng nói đến trách nhiệm của những người sử dụng. Khi chúng ta vốn là có xã hội tính
thì việc hướng về người khác cũng là điều cần thiết đó. Và gần đây nhất thì chúng ta lại nói về những nhà tạo lập nè, những người sản xuất nội dung nè, rồi cung cấp quyền truy cập các diễn đàn vân vân, thì cần có một cái tiêu chuẩn đạo đức. Wow, hôm nay bạn trẻ có vẻ thuộc bài quá ha. Cho một tràng vỗ tay, cho điểm 10 về chỗ. Rồi con đi về luôn nha. Ấy ấy ấy, người trẻ ai làm thế? Con tính là cua xe rồi đấy. Mấy điều mà con vừa mới nói là con thực sự là thuộc về thôi. Tại vì còn thực hành á, thì con vẫn là một người rất là hóng hớt drama. Rồi điểm tin tuần, cư dân mạng có gì đó là luôn luôn lót dép ngồi ngóng, chưa bỏ được. Ồ, mà khi mà mình nghe các bạn trẻ của chúng mình á, nói là chạy theo trend, đó là đang bám lấy xu hướng thời đại, rồi là theo kịp luồng tư tưởng đương thời, hay có bạn còn nói là để mình không bị tối cổ đó. Ồ, bờ la bờ lô đủ kiểu bao nhiêu là lý lẽ đó nha. Người trẻ mà thầy, đôi khi là một đêm thức dậy mà có một cái gì đó mới mà mình không kịp cập nhật, đó là người tối cổ, là đã bị trở thành người tối cổ rồi đó. Đúng đúng đúng, là không có việc gì khó, chỉ sợ là lòng không có, phải không? Thầy bắt đầu cà khịa cà pháo tụi con rồi đó. Mà ô hay, thế tuần này còn gì để mà mình nói về truyền thông nữa thầy? Ồ, có chứ. Mình rất muốn biết các bạn trẻ nghĩ gì về truyền thông của giáo hội đó. Các bạn là công dân của mạng xã hội mà. Vậy thì các hoạt động truyền thông rồi sinh hoạt trực tiếp ở giáo xứ hay trên mạng nào đang thu hút các bạn đó? À, là tụi con nghĩ gì về các kênh truyền thông của giáo hội đúng không? Vậy thì bây giờ mình mời Jen và các bạn nghe đài cùng lắng nghe những chia sẻ từ góc nhìn của các bạn trẻ nhé. Từ cái thời mà trước Covid đổ lại đi thì cái truyền thông của giáo hội mình cũng rất là ít. Nhưng mà sau một thời sau cái đợt mà Covid đi, bắt đầu các nhà thờ mình phải làm lễ trực tuyến rồi các thứ, thấy là truyền thông của giáo hội mình bắt đầu đi lên. Rất là phong phú ấy chứ. Nói riêng về bên giáo hội thì thứ nhất là có sách báo nè, rồi có những cái trang fanpage nè. Rồi các nhà thờ cũng có trang luôn, những cái tông huấn của Đức Giáo Hoàng á, nó cũng có một cái trang riêng nữa. Rồi sinh viên công giáo nè thì cũng có trang riêng luôn, trang sinh viên công giáo của cả vùng rồi của từng nhóm. Giống như là Facebook của em bây giờ á, là toàn về trang công giáo là nhiều không á, những bạn trẻ công giáo đa phần luôn á, hết 90% rồi. Rồi YouTube nữa, bên công giáo mình có nhiều, nếu như mà người nào mà chịu tìm hiểu và chịu tìm kiếm, thấy nó rất là đa dạng, rất là nhiều thông tin luôn á. Có những cái rất là thú vị, đấy là có thể là một cha và ngồi giảng về bài kinh thánh ngày hôm đấy, hay là có thể là những cái bài giảng của cha, thích nghe mấy cái bài giảng của cha Vũ Thế Toản lắm. Tối nào tối đẩy em cũng bật lên em nghe một hai cái clip xong em đi ngủ. Với giới trẻ thì cảm thấy những cái thu hút là giống như bên trai sinh viên hay có những cái chương trình, hay có những chương trình giống như đợt vừa rồi là Tĩnh Tâm, những cái chương trình rất là thu hút những cái bạn trẻ mà xa nhà, mà cái về cái mặt đời sống đạo đức họ không có được ba mẹ nhắc nhở như ở nhà á. Ấy ấy, cho con xin phép dừng một chút ở đây nhá. Ôi giời ơi, thầy có nghe thấy gì không? Xuất hiện fan của cha Toàn kìa, hàng đêm rồi nghe cha giảng trên YouTube nữa chứ. Ồ, thú vị thật ha. Ở đây có một điều hay đó mà không biết bạn trẻ có để ý không, đó là người bạn trẻ đó và cha Toàn có cùng trend đó. Nên không biết bạn trẻ của chúng ta có lót dép chờ video của cha Toàn không ha. Nhưng những bài giảng của cha Toàn đó cũng có lẽ là làm mòn mấy đôi dép rồi đó. Ok. À mà bây giờ quay trở lại với chủ đề truyền thông hôm nay nha. Điều mà các bạn trẻ vừa chia sẻ đó Jen, cho chúng mình thấy trong chính đại dịch, dù khó khăn trong việc đến nhà thờ rồi hiệp thông trong thánh lễ rồi vân vân, nhưng mà qua truyền thông các bạn trẻ lại có thể tiếp cận với lời Chúa cách riêng của các bạn, rồi nào có thể qua điện thoại cá nhân nè, rồi các trang fanpage hoặc là các nhóm công giáo trên mạng xã hội, rồi rất nhiều cách. Và những có thể nói đó là không gian tin mừng chẳng hạn, để người công giáo rồi cụ thể là người trẻ công giáo đó chia sẻ thông tin rồi suy tư rồi cảm nghĩ của các bạn, mình thấy đó cũng khá hay đó. Dạ đúng rồi thầy, con nghĩ ở trên mạng bây giờ có rất là nhiều thông tin tốt xấu, và mọi người bắt đầu coi như là từng giây từng phút cập nhật mạng rồi
truyền thông qua mạng đó, thì con nghĩ là truyền thông công giáo của mình sao không là một nơi, một điểm gặp gỡ của tin mừng thầy nhỉ? Cũng hay đó, mà đây chỉ mới là những chia sẻ cũng có thể nói là khá tích cực từ phía các bạn trẻ thôi. Vậy bây giờ chúng mình thử hỏi xem những bạn trẻ của chúng ta nghĩ gì về bờ bên kia của truyền thông giáo hội nhé. Ok, con cũng đang tò mò xem là bờ bên kia của truyền thông giáo hội là gì nè. Mình có làm cả môi trường báo chí bên ngoài, và bên công giáo thì mình cũng có làm môi trường truyền thông. Nhưng mà cá nhân mình thì mình cho rằng là những cái việc này nó đang rất là bị kiểu bị khô cứng ấy. Nhiều khi có những cái kế hoạch truyền thông của bên công giáo mình ấy, update nguyên một cái bài giảng của một cha hay là một đức cha nào đấy lên trên mạng để cho mọi người xem. Mình nghĩ là nếu mà ở độ tuổi của mình chẳng ai xem những cái video chia sẻ đấy đâu. Tại vì vừa dài vừa buồn ngủ. Nói thật là ngồi ở trong nhà thờ mà chia sẻ trực tiếp đã khó rồi, ý là lên trên mạng, trên truyền thông để chia sẻ những cái bài giảng điện tử như thế, ôi dồi, chắc chẳng ai xem. Theo mình nghĩ thì phương tiện truyền thông của giáo hội hiện tại thì có thể là nó đã phát triển nhưng mà khả năng tiếp cận thì vẫn chưa cao lắm. Nhiều khi cái môi trường truyền thông của công giáo mình ấy thì mình cũng phải nhận định là mình đang đi sau. Nhưng mà cái việc đi sau đấy thì mình nghĩ là mình cũng phải thay đổi theo cách mới mẻ mà bây giờ giới trẻ đang mong muốn. Đúng, đúng, tại vì như hiện tại bây giờ em giới trẻ người ta bắt đầu có nhiều cái thu hút hơn. Giờ càng ngày nó càng có những cái hội đoàn, có những cái thú vui nó thu hút trẻ hơn là việc là tham gia về vấn đề sinh viên công giáo hay là những cái của giáo hội mình. Nên là nếu mà để truyền thông tới giới trẻ thì em cũng nghĩ là giáo hội nên có một cái cách truyền đạt mới mẻ hơn để thu hút hơn, truyền đạt nó về có, nó về hấp dẫn và nó thu hút một chút. Như theo xu thế hiện tại thì cứ cái tin nào nóng, cái gì nào hot thì nổi, còn giáo hội thì thường là không đẩy mạnh về như vậy. Họ đăng cái tin theo thực tế hoặc là theo, nói chung là theo dòng thời gian, thì những tin đó thường là không quá nóng, không quá hot, không quá nổi, nên là theo xu thế hiện tại thì khó mà tiếp cận được nhiều người. Mà cái cách mà làm cho nó hot, làm cho nó nổi lên để tiếp cận nhiều người không phải là cách hay, nên là cần một cái cách gì đó hiệu quả hơn để tiếp cận được nhiều người hơn. Mình có thể làm những cái video chia sẻ ngắn thì sẽ tiếp cận được các bạn giới trẻ công giáo nhiều hơn, mọi người sẽ cảm thấy thú vị hơn. Và những cái gì đấy nó vui nhộn, ví dụ như những cái giờ chia sẻ sinh hoạt, nó cũng có thể biến tấu thành những kiểu những cái talk mở rộng ấy. Mọi người có thể trò chuyện, mọi người có thể giao lưu, và mọi người có thể tự trình bày cái quan điểm cá nhân của mình. Ồ, thầy có thể cho con một xí cảm nhận khi mà nghe về đoạn nhưng này không thầy? Mình thấy cũng khá thú vị đó. Trời, sao con cảm thấy có mùi giả chân giả bộ gì ở đây rồi đúng thầy? Thì sau khi nghe các bạn trẻ chia sẻ thì mình thấy có hai điểm cũng khá thú vị đó. Thứ nhất đó là người trẻ của chúng ta vẫn được cuốn hút với những giá trị của tin mừng đó. Và bằng chứng là hồi nãy có nói đó, các bạn trẻ vẫn tìm đến các nhóm công giáo, rồi các video chia sẻ lời Chúa, tin mừng nè, rồi nhiều điều đó. Vậy thì điều này cho thấy gì? Cho thấy là các giá trị tin mừng luôn là điểm đến, hay có thể nói đó là một cơn khát của người trẻ chẳng hạn. Đúng đó, hay quá ta. Nhưng mà còn thứ hai là gì á thầy? Thứ hai đó là hơi sốc nha. Đó là trước cơn khát đó thì có lẽ các chế biến, các nguyên vật liệu tin mừng bây giờ đó, phần nào đó theo mình nghĩ là chưa hấp dẫn người trẻ, hoặc có thể nói là làm cho họ thấy nhạt nhẽo hay khô như lô tô không gọi đúng số vậy. Trời ơi, bữa nay còn biết nói vần rồi bắt kịp trên ghê đó. Thì như người trẻ có thể nói đó là bên phát bên thu không có chung tần số, phải không? Đúng rồi, như là chưa bắt được sóng đó. Và con thì cũng khá là đồng ý với các bạn, đúng là có rất là nhiều và phong phú, nhưng thực sự thì trước những đối thủ khủng đó, là những cái sự giải trí quá nhanh, quá nhiều, thì con nghĩ là cái cách truyền đạt đó thực sự là chưa thu hút được người trẻ chúng con ở số đông lắm. Ồ, còn đối với mình thì mình nghĩ đây không có sự cạnh tranh giữa tin mừng và các hình thức giải trí cho bằng. Đó là tin mừng là một lương thực của cuộc sống, trong khi đó cái hình thức giải trí lành mạnh đó Gen là một gia vị của cuộc sống, và qua đó thì tất cả làm nên tính phong phú của cuộc sống của chúng mình đó. Nhưng mà ở đây nè,
Tuy nhiên, để nói rõ hơn về điều này thì mình sẽ trích từ quan điểm của giáo hội. Giáo hội đã hiện diện trong không gian kỹ thuật số rồi, nhưng những thách thức tiếp theo là cần phải thay đổi phương thức chúng ta truyền đạt để làm cho sự hiện diện này có hiệu quả. Rồi Ducat còn có nói thêm như thế này nữa nè. Phải tìm các hình thức mới xây dựng truyền thông riêng của mình cho hữu hiệu để đóng góp vào diễn đàn này để nhận được sự quan tâm tương xứng. Và con nghĩ có khi là không chỉ là người trẻ đâu, mà phần đông, con nghĩ có khi là phần đông mọi người họ không có dành quá nhiều thời gian cho truyền thông công giáo nhiều đâu. Bởi vì là đôi khi ngoài kia quá là nhiều thứ, và mình cầm điện thoại thôi là từ hình ảnh, rồi màu sắc, rồi nội dung, rồi cách thức nó quá là phong phú. Và truyền thông công giáo thì với cá nhân con nhé, thì con lại thấy là thường hay lắng động và sâu, nên là khó lắm. Nhưng mà mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ năng động và đủ phương tiện, lại còn hiểu nhau nữa đó. Và như chính trong tông huấn Christus Vivit có nhắc đó, là những người trẻ là tác giả của mục vụ giới trẻ, được đồng hành và hướng dẫn, nhưng mà họ có tự do tìm ra con đường luôn mới và với sự sáng tạo và táo bạo đó. Đúng rồi, con cũng thấy là ngay trong cái đoạn clip ngắn của mình thôi á, thì các bạn cũng sâu được gần hết tâm can của phần lớn chúng con rồi đó. Tụi con kiểu như là thích sự vui vẻ, thoải mái, nhưng mà cũng cần những cái buổi tĩnh tâm để lắng lại nè. Rồi có bạn còn nói rõ là mỗi người phải lý tưởng trước rồi mới mong có môi trường truyền thông lý tưởng. Rồi có bạn thì còn nhắc được là rồi mỗi người cần phải nâng cao bản thân để sử dụng truyền thông, chứ không chỉ là thụ động, vân vân, rất là nhiều. À mà nói mới nhớ đó là dạo gần đây có một bạn trẻ nổi tiếng trong truyền thông của giáo hội đó, không biết bạn trẻ này có biết không? Ủa ai vậy thầy? Đó là bạn trẻ mang giày sneaker có tên là Carlo Acutis, mới được phong chân phước đó. À, là người lập ra trang web về các phép lạ thánh thể đó đúng thầy? Đây là chân phước mà như hình mẫu được sách Ducat nhắc tới đó. Đúng rồi, vì Kitô hữu được kỳ vọng chinh phục đại lục kỹ thuật số đó và làm bừng lên ánh sáng tin mừng nè. Nên mà cách mà họ truyền đạt đó phải khác với cách tiếp cận thông thường đó. Đúng là một trong những hình ảnh tiêu biểu của việc sử dụng công nghệ và truyền thông để rao giảng tin mừng thế ha. Giống như Đức Giáo hoàng Francisco có kêu gọi đó, đó là niềm vui của tin mừng cho tất cả mọi người, không ai có thể bị loại trừ. Các Kitô hữu góp mặt trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng phải áp dụng điều này. Đó là giáo hội hôm nay thấy tuyệt đối phải ra đi rao giảng tin mừng cho mọi người, mọi nơi, rồi mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng và đặc biệt là không sợ hãi. Và cũng lại là Đức Thánh Cha Francisco, và trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 48 thì Ngài có nói đó là mở rộng những cánh cửa nhà thờ cũng có nghĩa là mở những cánh cửa ấy trong môi trường kỹ thuật số để cho mọi người bước vào, dù họ ở trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào, và để cho tin mừng bước ra gặp gỡ mọi người. Và chúng ta được mời gọi chứng tỏ rằng giáo hội là nhà của mọi người. Ở đây theo mình cũng có thể nói thêm điều này nữa là truyền thông của giáo hội chưa có thể thu hút được nhiều giới trẻ, hay có thể nói là chưa đáp ứng được phần đông mong đợi của họ. Nhưng có thể đây có là một con đường lớn để chính những người trẻ dấn thân vào. Và trong câu hỏi giáo hội có theo đuổi mọi phát triển công nghệ không đó, thì có một sự đúc kết lại mà mình cảm thấy cũng khá ấn tượng đó. Đó là khoa học và công nghệ là một sản phẩm sáng tạo mang giá trị được Thiên Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, sự tiến bộ không phải là mục tiêu của nó. Câu này nhắc lại những câu đầu về truyền thông mà bây giờ thì nó nói rộng ra là khoa học công nghệ luôn đó thầy. Đó là phương tiện chứ không phải là cùng đích. Và để tiếp nối với điều mà bạn trẻ vừa chia sẻ đó, thì như Đức Thánh Cha có nói trong tông huấn Christus Vivit, đó là đừng nhìn cuộc sống từ ban công, đừng để cuộc sống lướt qua trước màn hình, đừng nhìn thế giới như một vị khách du lịch, nhưng các con hãy đảm nhận. Ở đây, Ngài muốn mời gọi người trẻ hãy dấn thân vào mạng truyền thông để mang lời Chúa đi với sức trẻ nè, với sự sáng tạo của tuổi trẻ đó. Tới đây thì lời mời gọi của Đức Thánh Cha cũng sẽ kết lại series về truyền thông và người trẻ. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau dấn thân bằng chính sự mới mẻ, sự sáng tạo của mình nhé. Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay những ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào.
và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Chống nghèo đói theo Laudato Si, một ý tưởng kỳ diệu của nhà truyền giáo Fabio Musi ở Cameroon. Khởi đi từ trải nghiệm địa phương với những hoạt động cụ thể từ bên dưới để thử nghiệm những con đường mới trong cuộc chiến chống thảm trạng suy dinh dưỡng ở châu Phi. Đó là sự dấn thân của ông Fabio Musi, điều phối viên của Caritas giáo phận Yaoundé trong vùng cực bắc của Cameroon. Ông Fabio Musi là nhà truyền giáo giáo dân người Ý thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, PIME, đã làm việc ở Cameroon trong 11 năm qua. Cameroon là một quốc gia có 39% dân số sống dưới mức nghèo đói. Theo chỉ số phát triển con người năm 2019 của Liên Hiệp quốc gia xếp thứ 150 trong 189 nước. Ông Fabio cho biết, ý tưởng này được gợi hứng từ thông điệp Laudato Si và từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha về những hành động có khả năng xác nhận rằng con người vẫn có thể can thiệp tích cực vào việc bảo vệ ngôi nhà chung bằng những cử chỉ quảng đại, liên đới và chăm sóc. Nhà truyền giáo giải thích, ở cực bắc của Cameroon, tình hình suy dinh dưỡng nơi trẻ em ở mức báo động. 40% trẻ em bị suy dinh dưỡng. Điều kiện sức khỏe của các em trở nên tồi tệ hơn do năm 2020 ở đây có nhiều trận lũ lụt nghiêm trọng. Thêm vào đó là đại dịch COVID-19. Ông Fabio giải thích, bằng cách xem xét tình hình các tỷ lệ suy dinh dưỡng ở các khu vực, chúng tôi nhận ra, đối với chúng tôi, hệ thống hiệu quả duy nhất là phân phối thực phẩm bổ sung được nhập khẩu. Nhưng chúng tôi tự hỏi cho đến khi nào chúng tôi có thể tự lực trong lĩnh vực này. Từ trước tới nay, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc can thiệp giúp đỡ để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng. Nhưng khi các tổ chức này ra đi, liệu chúng tôi có thể tiếp tục cuộc chiến chống suy dinh dưỡng? Nhà truyền giáo cho biết, sau khi suy nghĩ như vậy, ông đã nghiên cứu các kinh nghiệm của các quốc gia láng giềng và thấy có những giải pháp khả thi đến từ địa phương. Điều đầu tiên có thể thực hiện được là một loại cây địa phương, khá phổ biến nhưng ít được biết đến, cây chùm ngây. Đây là một loại cây có tất cả các đặc tính để bổ sung các giá trị dinh dưỡng cho trẻ em nhưng chi phí không lớn. Ông Fabio nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha Francisco đặt nền tảng cho những dấn thân của chúng ta đối với ngôi nhà chung, bắt đầu bằng sự nhìn nhận quyền của người khác, nhằm đưa đến một hành trình đạo đức và tinh thần, qua nhiều khía cạnh của cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay. Điều này còn được thể hiện qua việc quý trọng những kết quả nghiên cứu khoa học hiện nay. Những lời của Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người làm tăng giá trị kết quả nghiên cứu khoa học, đem áp dụng cho các hoàn cảnh môi trường sống vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mỗi thay đổi đều cần những động lực và một con đường giáo dục. Ông Fabio nói, đối với chúng tôi điều này có nghĩa là đôi khi chúng ta không được phép bằng lòng với những giải pháp đã có sẵn, nhưng cần tìm kiếm các giải pháp mới, phù hợp với các giá trị mà thông điệp đề xuất. Với cái nhìn này, Caritas Yaoundé đang thực hiện kế hoạch thí điểm về cây chùm ngây. Vào tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã lên kế hoạch thử nghiệm việc trồng cây, có các trang trại và các nhà hoạt động nông nghiệp. Chúng tôi đã phân phát hạt giống và hiện nay chúng tôi đã có 500 cây. Tiếp theo, chúng tôi thu hoạch lá và chế biến thành bột. Bắt đầu vào tháng 9 năm 2020, chúng tôi phân phát hạt giống cho các bà mẹ thường xuyên đến với trung tâm của chúng tôi để theo dõi sức khỏe cho họ và các con. Nhờ đó, các bà mẹ có thể tự chủ trong việc tạo nguồn dinh dưỡng cho chính con của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho họ kiến thức về giá trị của cây chùm ngây. Chúng tôi giúp họ hiểu rằng loại cây này giúp điều trị các trường hợp bị suy dinh dưỡng của trẻ em. Mặc dù không biết chữ, nhưng với tình thương của người mẹ, các phụ nữ đã cố gắng tiếp thu các bài học với mong muốn trao cho con của họ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.